Chị bắt đầu công việc thu gom và phân loại rác khi những quán ăn nhà hàng đã đóng cửa. Chính vì vậy, công việc của người đàn ông gần 70 tuổi này thường bắt đầu vào lúc nửa đêm. Không nhà cửa, trong cái rét 7 độ C, ông vẫn cặm cụi với công việc quen thuộc hàng ngày. Và thứ giúp ông tránh được sương gió là tấm áo mưa đơn giản này. Mặc dù không thấm tháp đâu cả, chưa bằng tôi làm cả tháng, không bằng tiền uống nước hút thuốc của những người công nhân hoặc công sở. Nhưng mà thì tôi yếu rồi, chẳng biết làm gì. Còn tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, nơi tập trung rất nhiều lao động nghèo làm việc ban đêm. Trong lúc đợi việc, họ cũng có nhiều cách để quên đi cái rét. Trong cái mùa đông này thì muốn chống được rét thì ngồi vào quán cho nó ấm, ngồi nói chuyện tầm phào trong khi chờ việc. Thứ hai là trong khi mình nếu mà rét quá thì mình có thể là đi ủng rồi làm đội mũ bảo hiểm thì nó cũng ấm lên. Đã nửa đêm, tại các tuyến đường vốn đông đúc, nay chỉ lác đác vài phương tiện qua lại. Với những người lao động nghèo, gánh nặng cơm áo đè chặt lên vai khiến không ít người phải đội xương, co ro trong gió lạnh, kiếm thêm chút tiền lo cho gia đình. Và người đàn ông này cũng đã tìm cho mình được cách chống rét đơn giản mà hữu hiệu. Một phần cũng là rèn luyện, còn một phần là coi như phải trang bị tốt. Rồi chân thì đi ủng rồi đi tất đi ủng, ủng cao. Áo thì áo ngoài là coi như là phải là áo mưa. Áo mưa này là áo mưa hai lớp, có nghĩa là vừa tránh mưa vừa tránh rét, nhưng mà tránh rét thì là rất là vừa. Đất là giường, trời là màn, chỉ có tấm chiếu mỏng hoặc những miếng áo mưa. Không tiền, không nhà, kiếm ăn từng bữa giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này. Nhưng đối với họ, vỉa hè lại là nhà trọ lý tưởng nhất.